Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, mưa dông sẽ tiếp diễn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, cũng như Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to với lượng từ 30 đến 60mm, thậm chí là có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Riêng vùng núi thì cần đề phòng với sạt lở, cũng như là ngập úng ở vùng trũng thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ có mưa lớn từ đêm nay cho đến ngày thứ Tư. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm cả đợt và có nơi còn trên 250mm. Trong mưa có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra cả lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do trời có mưa nên thời tiết ở cả Trung Bộ và Tây Nguyên khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Phan Thiết cũng như các thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Với khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, dự báo trong đêm nay cũng sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60mm và có nơi trên 80mm, đề phòng với lốc sét. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đêm nay và ngày mai có mưa dông rải rác, cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố vào ngày mai.